Xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với Chiếc Chè Bông. Cả nhà ơi, xa xa đằng kia là một cái đám cúc thọ hương lá cẩm thạch cả nhà. Ngày hôm nay nó ra đọt rất là đẹp luôn cả nhà nhìn nè. À, đây là dòng đột biến của cúc thọ hương nha. Đây cái lá cẩm thạch rất là đẹp luôn. Lá nó hồng hồng ha. Và cây ngày hôm nay sinh trưởng rất là mạnh rồi, ghép trong cái bộ đế cũng rất là đẹp luôn. Loài này về chúng ta lấy bô vô tư rồi đó cả nhà. Đây. Đó, đây ha. Đây đế con hú luôn, đế lò xo luôn, đủ kiểu luôn nha. Đây. Cả nhà nhìn nè. Đó. Rồi đây là cúc thọ hương lá cẩm thạch, về lấy bao vô tư giá là 150 nha. Hai cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Rồi em sẽ đi qua hướng bên đây. Bên đây sẽ là cúc cam hay còn gọi là hồng mai. Đó, một cái đọt nó hồng hồng như thế này rất là đẹp. Và hoa của nó là màu cam thì hôm nay nó xinh xinh nè cả nhà. Hôm ngày bên vườn mai nhà em lãi ba cái lá già thì nay nó sung rồi nè, nó phát triển mạnh rồi nè. Rồi giá là 100 luôn nha. Ba cây bên em bao ship nha cả nhà. Rồi hôm ngày không có giới thiệu cho chúng ta đó là một giống là cúc phượng thanh trân nha. Đây cúc phượng thanh trân. Ở đế nè, lô này rất là đẹp, đế là so to luôn á cả nhà. Cúc phượng thanh trân. Rồi loại này thì em bán với giá là 100k nha cả nhà. Cúc phượng thanh trân này 100k nha. Nếu chúng ta lấy ba cây bên em sẽ bao ship ha. Cúc phượng thanh trân này thì người ta nói là cái dạng nó dạng chuỗi. Tuy nhiên thì cả nhà ơi, em cũng thấy rồi, lâu lâu nó mới có con chuỗi. Cái này là nói thật, buôn bé nó phải bằng cái tâm ha. Nói để cho quý khách biết, lâu lâu em thấy nó mới có chuỗi thôi, chứ là đa số là nó không có chuỗi. Và hoa của nó thì tầm khoảng hai mấy đến ba mấy cánh nha. Đó đây, giá là 100, ba cây bên em bao ship luôn nha cả nhà. Rồi qua bên đây. Rồi bên đây là dòng ngọc mai. Đây trời ơi hổm ngày ba cây già già canh lãi lá hết, nay ra sung bà cố luôn nè. Đó, nhìn cây sinh trưởng mạnh ghê không. Bởi vậy em mới nói với cả nhà, khi mà chúng ta mua cây mai về mấy cái lá già á cả nhà, thì thôi chúng ta lãi lá đi, để cho nó ra đọt như vậy nè nó mới sung. Chứ còn để lá già già hoài nó còi còi nó không có lớn. Ngọc mai thì cái giống mai đó là hoa màu kem vàng ha, 100k một cây luôn nha cả nhà. Rồi qua bên đây. Qua bên đây sẽ là cúc 40 cánh Quỳnh Tấn Phát. Đây đó, đế con hú nha. Đọt nó đọt đỏ rất là đẹp nha cả nhà. Đây đó, cúc 40 cánh Quỳnh Tấn Phát thì giá cũng là 100k một cây nha. Rồi qua bên đây. Bên đây sẽ là giống mai dảo nữ hoàng, một cái giống mai phơm tròn nè. Hoa phơm tròn rất là thơm. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, phơm tròn rất là đẹp nha. Đây, phơm tròn rất là đẹp. Rồi, giá là 100k nha cả nhà. Dảo cánh tròn, dạng hơi dảo nữ hoàng, dạng hơi sấy nha. Ba cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha. Đây là dòng dảo nữ hoàng nha cả nhà. Qua bên đây sẽ là hàng cúc hoàng hậu. Trời ơi, đây nè, mấy cây hôm nay sinh trưởng cực mạnh luôn rồi. Cái giờ nè, cả nhà nhìn cái bộ đế ghê chưa. Đó, cúc hoàng hậu nha. Đây, đó. Đó, rất là đẹp luôn. Đây cả nhà ơi. Rồi ai thích loại nào thì alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.